Hello mọi người, clip này thì mình sẽ làm về khẩu Mauser Number Gold cùng với cận chiến là rìu Number Gold luôn. Mình sẽ dùng cây rìu này đi chặt chém zombie. Mệnh nghe như kiểu là chém gió nhở. Nhiều bạn hay hỏi mình là cây AK47 Number Gold thì kiếm đâu ra. Hiện tại thì mình chưa có. Và nếu các bạn muốn test thì các bạn phải cài range lên 3k5 điểm hay sao ấy. Các bạn vào phần thưởng range đó, các bạn kéo xuống mục cuối cùng thì nó nằm ở dưới đấy. AK47 Mắc tinh thông. Rồi, hai con này thì đứng im. Úi dồi ôi, đứng im thôi, không phải biến con khác làm gì. Đậu xanh, chém gần chết rồi nó chuyển sang con khác. Rồi, không sao. I'm fine. Ơ kìa, mắt giáp. Mậy, người ta hay gọi là thu đi để lại lá vàng. Thế đếch nào nó đi, nó không để lại cái gì hết mà nó còn lôi theo cái giáp của mình. Cay chứ. Rồi gì đây? Rồi để lại cái gì? Để lại cái gì? May quá nó không để lại cái gì hết. Nó chết nhầm, nó để lại cận chiến. Rồi đồng dòm quá, mình phải té thôi. Những con zombie như thế này thì rất là nguy hiểm. Nó chỉ cần nó sờ vào mình một cái thôi, các bạn sẽ hiểu được cái cảm giác là những thằng thẩm du đứng trên thùng hàng nó như thế nào. Mà bây giờ còn hai thằng, mình sẽ cố gắng lấy zombie, lấy hero. Có hero. Mới nhắc thôi. Úi dồi ôi, cái gì đấy? Mình tơi nhảy đáp cái hũ mâm tôm vào người mình. Cạn lời. Bạn nghĩ gì bạn đáp cái hũ đấy vào người mình nhở? Ông thiên nhiên đấy vẫn đứng đợi mình bị biến zombie ạ. Đợi cái gì? Khi mà người ta đã thanh lọc cơ thể, không lo bị nóng. Để cho mình sẽ biến hero. Chạy như thế này thì không ăn thua. Bắn chết thằng này. Úi dồi ôi, tính bắn chết là biến luôn. Nhưng không sao, đã có giải pháp. Hero cân tất. Rồi. Này thì biến. À biến cái khiên này. Thế như cái khẩu lục này nó có thể bắn luôn cả cái khiên mà giết luôn cái thằng kia. Này thì thích thể hiện này. Lại đây. Còn 10 giây. 10 giây. Lavo. Tao sợ chúng mày quá cơ. Lượn hết vào đây. Thích thể hiện à. Ok. 50 kill. Trời, bắn xàm xàm thì thôi cũng 50 kill. Xàm thật ý. Mắc xàm. Xàm vơ color. Xàm vô cùng luôn. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đua top nào. Mình nghĩ trận này mình sẽ không biến zombie đâu. Mình sẽ không biến zombie. Ok. Trận này mình cứ tưởng là mình biến zombie cơ. Sao nhiều zombie nhở? Thế đích nào? Mới vào trận thôi, 4 con liền. Và như này té thôi. Những cái mặt bọn cương thi nó cứ la liếm phía trước mà mình biết là nó không thể đơn giản được rồi. Nhảy qua đây. Nhảy qua đi tơ. Nhảy qua đi. Úi dồi, nó thấy rồi. Khốn nạn chưa? Rồi mấy chị ấy, chị cương thi bất lực kia kìa. Bất lực. Ôi dồi ôi, nó qua rồi kìa. Gãy. Đây mình té đây, sorry bạn hiền. Ai bảo bạn không nhìn bên đấy. Mình cứ đợi thằng tơ nhảy qua thôi. Thế thích nào thằng cưng khi nó lại qua được. Các bạn cảm thấy vi diệu không ạ? Rất là vi diệu luôn. Úi dồi ôi, đường nào cũng có thế này. Thế mình sẽ lên đây này. Bắt đầu dây. What the fuck. Thôi xong rồi, mắt giáp rồi. Cái gì thế này? Tôi là ai? Thế là làm gì thế này? Lại mắt giáp. Quả xàm thật đi. Tự dưng quả bom nó rơi đi đâu không nổ. Đã thế cương thi nó lên nó lùa nữa. Cạn lời. Và trận này lại chạy thôi. Không cận chiến được nữa rồi. Gì đây? Không con nào đuổi theo à? Còn đúng 3 con. Một thằng thì đang nấp trong cái hốc thì không ai biết. Một thằng thì không biết đi đâu. À, qua đây à. Cái khẩu này thì nó có chế độ bắn 3 viên và 1 viên. Nhưng 3 viên thì nó không ăn thua. Với lại nó tốn đạn rất là nhiều. Mình không biết trong chế độ người nó bá như thế nào. Nhưng chế độ này 3 viên nó không bá. Đổi lại thì nó nhây hết đạn. Thì các bạn cover zombie nó không tốt. Tại vì đam nó không nhiều. Thì các bạn cần gì phải phí đạn. Hiện tại thì mình ép lên 26 viên. Bắn rất là phê. Trời ơi, tướng bom lên. Cái bom nó vô dụng lắm. Không có tác dụng gì nhiều.
Yay, đi qua. Một mả người nằm xuống vì mình. Đấy các bạn thấy ghê không ạ? Ghê không ạ? Ơ kìa, nhấp nháy. Đậu xanh. Đường nào cho nó thoát này. Ăn người ta không phải dễ đâu. Gì cơ, gì cơ? Nhìn này, nhìn cũng không được nhá. Nhìn là phải trả tiền. Người ta ăn khế trả tiền, các bạn nhìn là các bạn phải trả tiền đấy. Không giả tiền là phải nằm xuống ấy. Một trận trôi qua trong tôi rất là nhanh anh em ạ. Nó đơn giản thế, đã nhẽ một trận phải chỉ lên 3 phút kiểu bắn cho nó phê. Bắn như này quá nhanh. Biến hero thì chưa ăn được mấy kill thì đã phải hết trận rồi. Ok, may quá. Vẫn không bị làm giùm ai. Cái số mình nó đỏ. Té ra. Úi dồi ôi. Cái khu vực thùng hàng nó lùa. Nó lùa xuống sạch chứ. Nó lùa như lùa vịt. Từ trên nó lùa xuống dưới và từ dưới nó lại lùa lên trên. Thế lại chết kìa. Vãi xoài. Mệnh. Cái gì đây? Úi dồi ôi. À, cái khẩu này thì bắn cảm giác của mình nó rất là khó. Tại vì khi mà di tâm vào người ấy, thì bắn một lát thì nó sẽ lên đầu. Và bắn một lát nữa thì nó lên trên cái đầu. Và chúng ta lại bắn không trúng. Đấy các bạn thấy không ạ? Rất là khó luôn. Mình vẫn chưa có thể khắc phục được hoàn toàn về cái vấn đề này. Tại vì mình ít khi bắn cái khẩu mao sâu. Này thì AK này. Ở cái đầu xanh. Vai xoài. Đúng cái phát cuối thì nó lại headshot bị ghê. Lạ thật đi. MG3 Legendary. Vâng, khẩu này cận, cover cận chiến cũng ok đấy. Nhưng toàn bị làm zombie không à. Úi dồi ôi. Cái thằng này nó lại chơi để đấy chứ nhở. Chơi nấp trong cái hộp kia mà không ai biết. Bị mệnh thằng tơ. Thằng tơ mất dạy. Bọn nó lại AFK hết rồi. Trận này mất vui rồi. Đúng hai trận đầu mắc hay. Bây giờ trận này mắc vui. Ê chết nhầm. Hết vui. Chế độ bắn 3 viên thì mình đối với mình nó có, nó không có cái cảm xúc gì nhiều. Tại vì đam nó không phải là to. Nếu bắn 3 viên mà nó rút đam như thần thì ok đấy. Gì đấy? Úi dồi ôi. Bật kỹ năng đặc biệt. Bay qua như đúng rồi vậy. Ơ kìa, sao lại vào đâu? Quay xoay. Có hero. Tuy nhiên bị dí vào tường. Khổ vãi. Bị thằng tơ nó ép vào tường ạ. Vâng, bị nó ép vào tường nó hiếp. Đừng vào đâu nhá, đừng vào đâu. Ok. Ok. Ok, ơ kìa. Ôi xong rồi, hết đạn rồi, chắc mình sẽ biến hero. Úi dồi ôi, không có đạn. Úi dồi biến luôn. Cái khẩu MG3 nó nặng VL. Rút ra để bố mày lên. Ơ kìa, cho mình lên. Cho mình lên. Ơ kìa. Vãi thật. Ơ, một pha parkour bị kẹt bởi những con zombie thì đã khiến mình nằm xuống rồi. Như một đống cứt luôn. Vãi thật. Thô lời. Quả đấy mà không tham thêm vài kill thì mình đã biến từ trước đó rồi. Tiếc quá. Ơ kìa, zombie. Không được, không được rồi. Không được rồi. Này thì thể hiện bắn lục này. Bắn lục này. Không đơn giản đâu. Trời. Từ từ để mình ăn thằng thế này. Đừng bắn mình. Ơ kìa, sao vẫn nhảy không được ấy. Ôi thôi xong rồi. Cái bọn này nó cover kinh thế, nhảy nhót này. Kiểu gì cũng là đường chết thôi. Đường chết cả thôi. Này thì sống dai này. Này thì nhảy này. Này thì cố nhảy. Còn hai thằng trên khu vực thùng hàng. À. Bắn tao à. Sai lầm. Sai lầm. Úi dồi ôi. Ghê thế. Rồi chết luôn. Đơn giản mà. Cái thằng đứng lên đấy là một cái thằng mà cực kỳ dễ mà chúng ta có thể chạm vào. Tờ đâu? Ơ kìa.
Thằng tơ nó không thể lại đây cover cho mình được ạ. Vâng, thì kia có kìa. À, này thì bắn tao này. Sai lầm to. Úi dồi, có hero. Không đủ. Có hero thì chúng ta phải đợi đầy máu thôi. Sẽ lên cào hàng tí này. Hero thì cầm hủy diệt nó sướng hơn. Cầm cương thi thì nó yếu lắm. Nó yếu với lại cào nó không được nhanh. Ơ kìa, thụt lại. Ui dồi ôi, một phát nữa. Ở trong mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhé. Bye bye các bạn. Và hẹn gặp lại bạn trong những clip lần sau. Bye bye. Ơ thằng này kẹt cái gì đấy? What the fuck? Thì điên bị kẹt.